Sau khi tiêu diệt được con cá mập thời tiền sử thì tôi đánh một giấc giờ mới dậy. Cũng khá là mệt. Thôi đi đánh răng cái đã. Đánh răng xong thì sao? Đương nhiên là phải làm một cốc cà phê rồi. Ở cái phòng bếp đâu ta? Đây, cái phòng bếp đây. Không phải tôi quên đâu, tôi cố tình quên thôi. Tôi sẽ làm một ốc cà phê. Hãy thấy giữ liền, giữ liền. Rồi nghe nói là có hôm qua tự nhiên có ai gửi video cho tôi ấy. Để lên coi. Ồ, sông này đẹp dữ ta. Đẹp thật sự luôn ấy. Wow. Đúng là đi gần bờ sông không có gì tuyệt vời bằng. Rồi đi vậy được rồi, đi lên đường thôi, đi lên đường chính thôi. Có vẻ là đi đường này được thì phải. Ôi, sao chả thấy gì hết nhờ. Cái gì kia, cái gì kia. Nấp, 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 nấp. Wow. Cái gì vậy? Lấy điện thoại, lấy điện thoại, lấy điện thoại ra quay, lấy điện thoại ra quay. Holy sh**. Ôi giời ơi, tốt nhất là đừng cho nó để ý. À thế à, tính đi leo núi luôn mà gặp cái video này. Thôi kệ đi, video cũng chưa được xác thực mà. Chắc là mấy tin đồn vớ vẩn thôi, hiểu không? Thôi kệ vậy. Thì mọi người cũng biết rồi đó. Cái bộ quần áo này ở tập trước là tôi mang tôi đi biển mà giờ tôi vẫn không thay luôn. Nó khá là hôi luôn. Cho nên là tập này tôi sẽ đi kiếm một bộ leo núi. Đây, tôi sẽ xuống cửa hàng gần nhà tôi để tôi mua một bộ leo núi nha. Đây đúng rồi, đây hình như đây thì phải. Nào đậu xe ngú nha. Đậu xe ngu này. Bố xanh này, đậu chết, chiếm hết cả chỗ. Ok. Có cần tao mua cho cái không? Chứ nhìn chó tội quá. Ờ, bà chủ có bán đồ leo núi không nhờ? Chắc có á. Tôi kiếm thôi coi. Rồi, bà chủ kêu chắc có mà tôi kiếm thấy xạo không à. Tao. Thôi, tôi đi qua chỗ khác tôi mua đây. Chỗ kia giảm 35%. Để qua đó thử xem sao. Rồi, đây. Chính là cái cửa hàng này đây. Kêu giảm 35%, liệu có giảm không? Nhớ giảm nha, bữa kêu giảm rồi. Có áo nào ba lỗ không? Quá. Đồ này đeo leo núi chắc hôi nách luôn á. Ê, thằng kia né ra cho tao lửa coi. Cút coi. Ok. Nó giảm giá mà sao thấy cũng mắc phết nhờ. Thôi kệ, cũng được rồi. Vậy là cũng ổn rồi đấy. Đi leo núi là ok nè. Về tới nhà đây. Thì anh em cũng đã biết rồi đó. Nói chung là giờ tôi là bán hết xe rồi. Nhưng mà khi bán hết xe rồi thì tôi đã có tiền. Và tôi mua một chiếc để đi leo núi. Anh em cứ chờ nhé. Mà tôi đã mua trước đó rồi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi xem xe. Đây đây đây. Tới chỗ rồi đây, tới chỗ rồi đây. Tôi không để xe ở nhà đâu mà tôi mua cái xong tôi để ở đây này, giấu vợ con đấy. Anh em cứ chờ nhé. Xí. Đây chính là nó đây. Wow, xấu xấu nha, xấu nhân xấu nha. Chạy hết 6 bánh luôn. Anh em có thấy bộ giảm sóc kìa. Chỗ ngồi kìa, thực sự ngầu. Tôi mua đấy anh em ạ. Có lẽ là đây là chiếc đầu tiên trong cái thành phố này luôn ấy. Nói chung là có xe xịn thì cũng mệt lắm. Bất thấy sang bắt hoàng làm họ đây nha. Tuổi, thấy chưa? Đấy, hôm nay là tôi đi chuẩn bị mua xe, lấy xe rồi các thứ. Thì tôi cũng đã có hẹn với ba ông nội kia. Thì chắc mai là chúng tôi sẽ gặp mặt và đi cắm trại luôn. Cắm trại trên núi nhá. The next day. Yep. Chính ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi cắm trại. Lại vợ con tôi thì làm biến đi xa lắm. Thật sự luôn ấy. Thì đồ cắm trại anh em tôi đã cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nên là tôi khỏi cần chuẩn bị. Ê, tôi chỉ cần chuẩn bị xe rồi các thứ thôi. Nhà nó trên đây nè. Lên em. Mấy nạn nữa để chơi đồ chơi đụng đồ tôi không à. Cây vai, cứ lúc nào tôi mua đồ là mua y chang luôn, không hiểu luôn. Gọi thằng này nó ra cái đã, lâu thật sự. Vội. Ấy, kệ, ngồi đó không được. Rồi thêm thanh niên mang đồ y chang tôi luôn. Không hiểu. Ghê không. Rồi tới nhà này luôn. Rồi, anh em đã đông đủ rồi đấy. Anh em đã chuẩn bị đồ nướng, các đồ các thứ chưa? Rồi, bọn tao chuẩn bị hết rồi. Anh em có biết về tin con Bigfoot chưa? Anh em có nghe chưa? Rồi, bọn tao không biết hết rồi. Nhưng mà đi thì vẫn cứ đi thôi. Thế có nên đi ngang cái đường đó không nhỉ? Đi luôn chứ sợ gì. Tôi nghĩ cũng vậy, đi ngang cũng chả sao đâu. Tốt nhất là đi ngang đi. Đi ngang thử coi sao. Đi thôi, còn khá là xa. Tới 5 phẩy mấy mau. Xa đấy. Mấy cái thơ loại này. Mấy cái thơ loại này cây thế nha. Khỏi anh em.
một mình tôi lo được rồi. Ôi ơi, đừng bắn, đừng bắn, đừng shoot. Mấy này ghê vậy, đừng, anh em, no, đừng có bắn. Bụi xanh, thằng kia lớn quá, thằng kia chơi lớn quá. Xe mới mua bể kính luôn rồi, đừng có bắn. Đồ, từ từ. Ôi, mấy thằng này, từ từ. Đây anh em thấy chưa, đừng có gây sự, cuối cùng chúng ta cũng đã tới được rồi đây. Theo như chúng tôi bàn luận, chúng tôi sẽ đi qua cái chỗ gọi là cái video mà nó bắt được gặp được Bigfoot á. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu, nhưng là cái chỗ này thì phải. Thấy có gì đâu trời, không thấy một cái bóng dáng gì luôn á. Nhưng mà tin đồn thì mình vẫn cứ né thôi. Né ơi, không phải tôi né con đó đâu. Thôi nói chung là né cái chỗ đó đi, đừng có đi cái chỗ đó. Cái đường trên núi là đi cái đường này cơ mà, phải chưa? Đó nữa, cây thế nha. Tính làm chú tể sơn lâm hay gì má. Yên tâm anh em, cứ yên tâm, xe này cân tất mọi địa hình. Ôi có con đại bàng nữa kìa. Lần đầu tiên tôi thấy trên đỉnh núi luôn á. Chỗ này khó nè, nhưng mà ok, ổn. Như không phải cho lắm, có vẻ là Google Map chỉ sai rồi mọi người ạ. À, cảnh sát kìa. Em né luôn á, em chưa làm gì luôn á anh trai. Cứ tưởng gì, nhưng có vẻ là cái đường này thì phải. Có một cái kiểu như một cái danh trại luôn á. Wow, có vẻ họ không có mời mình rồi, nên là đừng có nên đi vô. Cái đường khó đi thế. Mua xe này là đúng rồi đó. Đây, tới cái chỗ này rồi đây. Chỗ này là chúng tôi sẽ cắm trại ngay đây, trên đây này. Đấy, chỗ đúng đẹp luôn, tôi thề các ông này như vậy luôn. Khá là ngầu luôn, ngắm máy bay đồ. Hợp lý không mọi người? Rồi giờ dọn dẹp đồ ra chứ. Ai có đồ thì dọn ra. Few moments later. Đù, thiệt luôn. Mấy mày mang theo cái này luôn. Đúng là thế giới hiện đại cái gì cũng gọi là gọn ghẻ. Không nghi ngờ nó nhét trên xe tôi cũng được, cũng hay thiệt. Bờ rồ. Nghe chống xe cũng được nữa từ ba. Có chiếc xe cũng chống được nữa. Lên hai chiếc kia đi. Không biết lên chiếc kia là gì rồi đấy. Ôi, nó nói mày phế thật sự luôn ấy. Ở đây có cái dòng sông nào không nè? Ở dưới đây có nè tụi bay. Mà phải đi từ từ xuống nha, nó té sắp mặt á. Hay là kiếm dòng sông nào gần gần hơn xíu, xuống câu cá đồ. Có vẻ là tôi sẽ đi xuống câu cá. Mũ lên. Thằng kia mũ lên, té chết giờ. Còn hai này ở trên đây nha, đừng có đi theo. Thì tao sẽ đi câu cá về cho chúng mày ăn. Chạy theo làm gì, từ từ. Ổn không đây ta? Từ thôi. Xong ở dưới kia rồi. Hello. Ê, sorry. My bad. Không biết mấy ông nội kia sao rồi, không biết ông có đi theo không. Khoan, tao trình độ lắm, yên tâm. Đấy, từ từ, cứu được chiếc xe. Đấy. Rồi, ở đây câu cá là ngon nè. Xuống. Rồi mũ đá, đúng rồi. Ê, tao nghĩ là nên săn một cái gì đó về ăn nha. Đúng không? Để cho người dân bớt sợ thì... Oh my god, vậy săn về ăn mà, oh my god. Đi qua lấy thịt. Rồi khỏi cần bắt cá rồi mọi người ạ. Wow, mầm, mình lem. Dẹp. Ở đây chúng tôi sẽ câu cá một chút xíu. Hey, cũng được mớ cá thôi, về ơi mày ơi. Để mấy anh kia chờ lâu nó mất công lắm. Lâu quá. Ngon. Đường về cũng khá là lâu đó. Đi xuống nhanh nhưng mà đi về khá là lâu đó. Không biết mấy anh kia sao rồi trời. Vẫn đi theo nhá. Quên rồi nón, sorry. Đua xe à? Thôi nhưng mà tao không đua đâu. Tao biết tao ghê rồi. Wow, có căn hầm ngầu nha. Không biết mấy thằng kia nó đi đâu rồi, ta thấy nó vẫn còn. Ơi, mấy mày có thấy mấy thằng bạn của tao đâu? Ồ, có người dắt chó lên đây nè. Chắc mấy thằng kia nó lấy xe tôi đi rồi. Không biết nó đi đâu luôn á. Ơi, hai mày làm gì, liệu có cắm trại không đây? Hằng này, tao bắt cá về đầy đủ hả? Tối nay chỉ có quẩy thôi đó nha. Nhớ về ngắm cảnh xong về nha ba. Ồ, hay nha. Mấy này trong lúc đi hả? Wow, nó lại gấp lại cái giường cho tôi rồi. Nãy là cái giường kia mà giờ nữa. Làm sao ra hai cái giường này cũng khá là ngầu nha. Wow,
Nói chung là giờ chuẩn bị nấu nướng đồ các thứ đi, chờ đến tối rồi quẩy luôn nha. Quẩy đi nào mọi người. Wow, thấy tài năng của tôi đấy. Ngồi xíu hả? Quá là dữ luôn. Anh em thấy thế nào? Ngon à? Ông nội kia thì vẫn đi dắt chó đi dạo. Con chó thì nhìn lên bầu trời. Wow. Thôi, đi leo núi mà quên. Nói chung là giờ tôi cũng phải là gọi là nhìn bản đồ lại đấy. Rồi ăn chơi vậy đủ rồi, uống bia vậy cũng đủ rồi đó. Người ta cũng khá là buồn ngủ rồi mấy mày ơi. Giờ mấy mày cũng phải đi ngủ thôi. Thấy không? Thôi đi ngủ đi. Ngủ đi trời. Tự nhiên đứng xung quanh tao vô lý vãi thôi. 3:28 AM. Ê tụi bay ơi, tao mất tiểu quá. Dẫn tao đi tiểu. Biết vậy uống sữa theo bọn nó rồi. Bọn nó uống sữa nó nói bọn nó không bị say. Tôi say thế bà nội luôn. Dắt tao xuống cốc cây cái tao đi tao té thế bà nội luôn vậy. Đúng rồi, đừng có chọc tao gì chứ, đừng có điên tướng giống tao. Mắc tiểu quá, chạy lên. Chạy không nổi luôn đấy mọi người ạ. Đây rồi. Rồi đừng có nhìn nha, đừng có nhìn. Rồi bố mày đi tiểu mà nhìn gì trời. Thôi để tao đi tiểu cái. Ôi, chạy đi, bít phút. Ru, mẹ, đang thì tiêu. Chạy tụi bay, để gì tao kia. Ôi giời. Thôi, bố mày đang cháy. Lẹ tụi bay. Sao nó xuống cái gì mình tao thế. Tụi bay, lẹ. Lên xe. Tụi bay ơi, mày đâu, tụi bay đâu. Lẹ. Lẹ, bít phút. No. Lẹ, đu xanh. Lên lẹ tụi bay, bít phút. Đu, tao đang cháy. No. 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 2000 years later. Đây là tôi sau một tuần gặp tai nạn thì tôi vẫn không sao, tại vì chiếc xe đó khá là bảo vệ, khá là ok. Còn anh em của tôi thì chưa tỉnh đâu. Anh em của tôi trước lúc gặp tai nạn thì nói tôi câu vậy. Sao để cho cái thằng tỉnh rượu này nó lái xe nha? Sao tôi ngu thế? Đấy là những lời tâm sự của anh em tôi. Và giờ điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn nhớ về ký ức của con Bigfoot đó. Trong lúc tôi đang đi tiểu thì tự nhiên, có phải là tôi say quá không? Nhưng mà anh em tôi thì không say. Có vẻ là tôi cần kiếm một chiếc xe nào đó. Tao có thể có taxi. Ok. Come on. Đâu mày đâu? Lẹ. Trong lúc tôi đang chờ thì tôi đang suy nghĩ là nhớ con Bigfoot nó ở bên cái chỗ bên kia mà hồi nãy tôi đã chạy ngang qua. Tại sao nó lại xuất hiện tại bên cái chỗ tôi cắm trại á? Hồi xe tới rồi. Qua đây. Tao không qua đó đâu. Sai lục. À mày bóp kèn à thôi. Thế thì tao qua luôn vậy. Ở đây có một ông anh tôi cũng đã từng leo núi. Và không biết ổng có thấy chưa thì tôi cũng không biết nữa. Ông anh của tôi thì như là... Ông anh giờ này tôi hay mê chơi lắm. Kiếm cũng khó lắm. Đây ông anh tôi. Nhìn ổng không có giống tôi đâu. Sorry. Ê mấy ông anh đúng là không lo cho thằng em được cái gì hết. Ôi. No. Mày chửi ai, tao nói. Nè ông anh nè. Khoan, em không có bắn anh. Cái anh thế, tính hỏi mà. Anh ơi. Ui. Đủ theo ông này nữa. Thôi hỏi người khác vậy, ông anh không hợp tác cho mấy rồi. Ông này từng là người leo núi. Tôi có thể hỏi không? Anh ơi, anh quay qua đây được không anh ơi? Thích mày. Ok. Thì anh có biết Bigfoot không? Anh đã từng đi núi rồi anh có biết Bigfoot không? Tao không thấy nhưng mà tao biết một người có thể chỉ cho mày. Ồ, đó là một thông tin hữu ích. Anh làm cái Stellacop đúng không? Em sẽ ủng hộ anh. Rồi, Noel mà đi mình là buồn lắm á ba. Trời ơi, không hiểu luôn. Thì ông anh nói là có một người có thể chỉ cho tôi về cái Bigfoot đó. Cho tôi biết một vài thông tin về con Bigfoot đó. Đó chính là ông thợ bán súng. Wow, come on. Trời ơi. Đã thế thì tôi phải liều mạng vậy. Mẹ cần xe mà không có xe. Một xe dưới đây có vẻ xịn nè. Come on. Ok. Một chiếc thôi. Ta chỉ xin một chiếc thôi Billy. Và chiếc này cũng được nè. Chiếc này có vẻ ổn nè. Ôi không khóa luôn chứ. Ngầu thiệt. Đúng là dân chơi đi biển toàn là để xe không khóa thôi. Tôi chợt nhớ là hồi nãy ông kêu mấy ông bán súng. Mà giờ trong thành phố này có ba ông đi. Ông nào cây cứu thế nhờ. Xe đẹp đó. Nhưng mà thôi. Hôm nay tôi tu mà mọi người. Đây đúng không. Ok. Cút mày đê. Thôi, em chưa vô em tính mua súng mà anh nói vậy là thôi. Anh có biết về Bigfoot không? Bigfoot. Tao cũng chả biết luôn. Vãi. Thôi toan rồi. Còn tiệm cuối đó chắc tiệm đó rồi. Đây có vẻ là cái tiệm này rồi. Không thể sai được. Ông chủ này bán to lắm. Ông chủ nghe nói ông chủ biết về Bigfoot đúng không? Tao nói Bigfoot tụi tôm. Em có thể có một chút thông tin gì về nó không nhỉ? Nói chung là nó hoạt động yếu vào đêm tuyết. Ok.
nó thường hoạt động yếu vào mùa tuyết á. Nó quá là một thông tin hữu ích. Thì chắc đến mùa Noel chắc bọn em cũng nói chung là đồng đội của em cũng tỉnh rồi, nên là có thể cứu được cái thế giới này. Ok, cảm ơn anh nha. Súng cũng đẹp lắm đấy. Quả là một cây súng đẹp. Có vẻ là tôi sẽ nghỉ hưu 1 đến 2 tháng chờ đến Noel. Phải mua giáp nữa, đúng rồi. Tại giờ tôi có nhiều tiền rồi. Nhờ sự ủng hộ của anh em mà tụi tôi đã trở thành một gọi là một cái biệt đội có thể cứu cái thế giới này. Đây, anh em cứ đi theo tôi. Anh em thấy gì chứ? Một dàn xe mới, bánh mới và thêm một cụm đèn. Và nói chung là chống đỡ đồ các thứ. Giáp thì cũng tăng lên rồi đấy. Come on, chúng ta có thể làm được. Và anh em có biết gì không? Tôi nghe nói là con Bigfoot này nó khi mà trời tuyết nó sẽ yếu đi một phần, cho nên chúng ta phải đến sớm. Và nó thường đi săn vào buổi tối, nên là come on, chúng ta có thể làm được. Xe squad đi, xe squad đi. Nhường đường đi. Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới. Cowboy, chúng ta có thể làm được chuyện này. Giờ chả thấy đường nữa luôn ấy. Phải đường này không? Rồi. Không thấy đường gì hết. Có vẻ là chúng ta sẽ đi theo Google Maps. Đây đúng không? Có vẻ là đây rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây. Anh em hãy tới đây. Nhiệm vụ này chúng ta có thể hy sinh giống như lần trước, hiểu không? Lần trước may mắn là chúng ta không thiệt hại về người, nhưng lần này thì tôi không biết. Chúng ta phải giải cứu thế giới này. Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng quả mìn này để đặt bẫy. Chúng ta sẽ sử dụng hết 25 quả. Ok, có vẻ là chúng ta sẽ chờ ở đây. Đốt một ít lửa trại thôi nào. Tôi đàn cho anh em để anh em quên hết sự căng thẳng đi. Ông nội này đâu ra vậy hả? Chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Chúng ta phải chờ thôi. Một mất một còn. Chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Đã đến top. Run. Theo kế hoạch. Come on. Ở đường. Bơm. Ở trên đây. Come on, guys. Where are you? Come on. Nó đâu rồi? Mọi người, chạy đi. Nó. Shit. Where are you, guys? Tôi sẽ kích nó. Khoan, có vẻ là chúng ta không chơi ngu giống lần trước nữa. Bắn đi. Chúng ta không cần đặt bom và không cần một cái bẫy đâu hết. Không thể ngu như vậy được. Yes, hình như hồi nãy tôi thấy còn một con nữa anh em ạ. Bơm. Come on. Holy shit. Hey, nó kìa. Quăng bơm. Giúp. Quá là chuẩn xác luôn. Come on, chúng ta không để cảnh sát biết được chuyện này. Chúng ta tùy hủy thôi, chạy anh em, chạy. Chúng ta phải trốn cảnh sát. Come on, chúng ta phải trốn cảnh sát thôi nào. Chúng ta không thể để chuyện này cảnh sát biết được. Chúng ta sẽ bơi xuống dòng sông. Come on, let's go. Đi. Có vẻ là mỗi người chúng ta nên đi một hướng. Mọi người chạy một hướng sẽ tốt hơn là đi chung. Cuộc hành trình của tôi giải cứu đến đây đã kết thúc. Đúng là làm anh hùng giải cứu thế giới thật khó khăn. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.